Giải mã 49 năm cuộc đời của kế hoàng hậu Olaf Na Lạp Thị. Thanh Cao Tông kế hoàng hậu là hoàng hậu thứ hai của Thanh Cao Tông Càn Long Đế. Trên danh nghĩa chính thất, bà đã trải qua đủ dư vị thăng trầm của cuộc sống chốn thâm cung, vinh hoa có, tủi nhục cũng chẳng kém phần. Hãy cùng Oanh Tạc Hậu Cung điểm qua cuộc đời của Thanh Cao Tông kế hoàng hậu trong lịch sử nhé. Đây là sản phẩm của kênh YouTube Oanh Tạc Hậu Cung, vui lòng không sao chép và re-up video dưới mọi hình thức. Thanh Cao Tông kế hoàng hậu, sinh ngày 10 tháng 2, âm lịch, năm Khang Hy thứ 57, 1718. Trong sách Thanh Sử Cảo, bà được gọi là Olaf Na Lạp Thị, nhưng đúng ra phải là Huy Phát Na Lạp Thị, do dòng tộc bà là hậu duệ của Huy Phát Bối Lạc Vương Cơ Chử. Theo Khâm Định Bát Kỳ Thông Chí và Bát Kỳ Mãn Châu Thị Tộc Tông Phổ, dòng tộc Huy Phát của bà vốn mang họ Na Lạp Thị, sống tại vùng đất tên Huy Phát, xuất thân là Mãn Châu Tương Lam Kỳ thuộc Hạ Ngũ Kỳ. Nguyên gốc dòng họ của hoàng hậu khá phức tạp, vì vốn dĩ họ Na Lạp Thị là một dòng dõi cổ xưa của người Nữ Chân, đã có ghi chép cuối thời nhà Đường. Sang thời nhà Minh thì sinh ra bốn bộ lớn ở Hải Tây, tất cả đều mang họ Na Lạp Thị nên gọi là Na Lạp Tứ Bộ. Bốn bộ ấy bao gồm Diệp Hách, Ô Lạp, Cáp Đạt và Huy Phát. Đáng lý ra kế hoàng hậu phải được gọi là Huy Phát Na Lạp Thị, nhưng dòng dõi của bà vẫn tự xưng là Ô Lạp Na Lạp Thị. Nguyên do là vì các gia tộc Mãn Châu luôn có hiện tượng leo lên, tức là các bộ tộc ít tiếng tăm hơn, đều tự xưng là một bộ tộc nổi danh hơn có cùng họ. Trong đây Huy Phát là nơi phát tích, còn Na Lạp Thị là họ. Trường hợp này tương tự như Giác La Thị, có Ái Tân Giác La Thị, Y Nhĩ Căn Giác La Thị, Tây Lâm Giác La Thị, Thư Thư Giác La Thị và Gia Mộc Hồ Giác La Thị. Trong đó, ngoại trừ Ái Tân Giác La thì Y Nhĩ Căn Giác La là dòng họ danh giá nhất, nên trong sách phong hoặc truyện ký, hậu duệ của Thư Thư Giác La Thị và Gia Mộc Hồ Giác La Thị thường xuyên tự nhận mình là Y Nhĩ Căn Giác La. Trong các kim sách hoặc văn bản của người Mãn, nơi phát tích không thường được ghi kèm với họ, mà chỉ ghi mỗi họ. Nơi phát tích dòng dõi của bà là Huy Phát, nên bà hay được gọi là Na Lạp Thị mà thôi. Như vậy, kế hoàng hậu không phải là họ hàng thân thích và cũng không liên quan đến gia tộc Ô Lạt Na Lạp Thị của Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu. Xét về nguồn gốc, dòng dõi của kế hoàng hậu Na Lạp Thị có gốc gác rất cao quý. Còn xét về gia thế, gia đình của kế hoàng hậu không hề tồi, nhưng cũng không mấy hiển hách khá giả. Đó là điểm khác biệt khi xét về dòng dõi và gia thế của người Bát Kỳ. Na Lạp Thị có xuất thân Tương Lam Kỳ, do đó theo lệ sẽ tham gia tuyển tú. Trong các đợt Bát Kỳ tuyển tú, hoàng đế có thể chọn các tú nữ vừa mắt để ban hôn cho các hoàng tử, thân vương. Do tư liệu bị khiếm khuyết, nên thời điểm Na Lạp Thị được chỉ định không xác định rõ. Theo nhiều suy đoán, có lẽ bà đã được chọn làm chắc phúc tấn cho bảo thân vương Hoàng Lịch vào năm Ung Chính thứ 12, ngày 8 tháng 11, âm lịch, cử hành lễ đưa Na Lạp Thị vào Trọng Hoa Cung. Năm ấy, bà chỉ vừa 16 tuổi. Bà được cưới cho bảo thân vương chính xác là dùng lễ đích phúc tấn của quận vương. Tuy chỉ là chắc thất, song địa vị chắc phúc tấn trong phủ đệ cũng được xem là cao quý, có sắc phong, có đãi ngộ và triều phục cũng gần giống đích phúc tấn. Đây là một trong các lý do Na Lạp Thị được chọn làm hoàng hậu về sau. Năm Ung Chính thứ 13, 1735, Ung Chính Đế băng hà. Cùng năm, bảo thân vương Hoàng Lịch nối ngôi, sử gọi là Càn Long Đế. Cùng ngày, dụ tôn hy phi nữ Hỗ Lộc Thị làm hoàng thái hậu, lập đích phi Phú Sát Thị làm hoàng hậu. Một tháng sau, Càn Long Đế quyết định danh vị cho các phi tần. Theo đó, Tấn Chắc Phi Na Lạp Thị ở hàng phi vị, tạm gọi là Na Phi. Năm Càn Long thứ 2, 1737, tuyên chỉ sách phong Na Phi phong hiệu là Nhàn Phi. Theo hồng xưng thông dụng của nội vụ phủ soạn thảo, nhàn có nghĩa là điềm nhiên, thản nhiên hay điềm tĩnh. Năm thứ 11745, Càn Long Đế ra chỉ tấn phong Nhàn Phi lên thành Quý Phi. Sau khi Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi hoang thệ, Nhàn Quý Phi bấy giờ có phẩm vị chỉ xếp sau Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu. Còn Tô Thị tuy đồng vị Quý Phi, có tư lịch lâu hơn và sinh hạ Hoàng Tam Tử Vĩnh Trương cùng Hoàng Lục Tử Vĩnh Dung. Song Tô Thị có xuất thân thường dân, còn Na Lạp Thị xuất thân Mãn Châu quý tộc. Hơn nữa từ khi ở Tiềm Để thì Na Lạp Thị đã là chắc phúc tấn, còn Tô Thị là cách cách. Do đó hiển nhiên rằng địa vị của Na Lạp Thị cao quý hơn. Bên cạnh đó, Na Lạp Thị khi được đề cập cùng Tô Thị đều luôn được đứng trước trong các ghi chép, mà việc đứng trước hay sau là cực kỳ quan trọng và nghiêm ngặt. Năm thứ 13 1748, Hiếu Hiền Hoàng hậu qua đời. Chỉ khoảng 4 tháng sau khi Hiếu Hiền Hoàng hậu mất, Càn Long Đế ra một đạo chỉ dụ, tuyên bố hậu cung không thể vô chủ, mà Nhàn Quý Phi đoan trang huệ hạ, rất xứng kế vị. Nhưng niệm tình cảm với tiên hoàng hậu, nên khảo chức tiền lệ triều Minh, cùng lễ sách lập đồng ngạc Hoàng Quý Phi thời Thuận Trị, trước tiên tấn phong Nhàn Quý Phi Na Lạp Thị lên Hoàng Quý Phi. Tước vị Hoàng Quý Phi này hoàn toàn không giống bình thường, bởi vì đãi ngộ cùng đặc ân đều án theo mọi nghi lễ của hoàng hậu, cũng có thể thống lĩnh lục cung với tư cách của hoàng hậu. Càn Long Đế đặc biệt gọi đấy là Hoàng Quý Phi nhiếp lục cung sự. Căn cứ Khâm Định Đại Thanh Hội Điển Tắc Lệ, khi phong Na Lạp Thị làm Hoàng Quý Phi nhiếp lục cung sự,
Càn Long Đế đã dùng chữ Sách Lập dành cho hoàng hậu, thay vì Sách Phong dành cho một phi tần. Từ khi được tấn phong làm Nhiếp Lục Cung Sự Hoàng Quý Phi, gia đình bà đã nhập Mãn Châu chính hoàng kỳ, còn đạt được đặc phong tước vị thừa ân hầu. Trong đạo chỉ dụ, Càn Long Đế còn tuyên bố, sau 27 tháng mãn tang hiếu hiền hoàng hậu, sẽ lập Hoàng Quý Phi Na Lạp Thị làm hoàng hậu, kế nhiệm trung cung một cách chính thống. Năm thứ 15 1750, Càn Long Đế xuống chỉ dụ lập Hoàng Quý Phi Nhiếp Lục Cung Sự làm hoàng hậu. Bấy giờ, hoàng hậu được Càn Long Đế rất sủng ái, thực sự xuân phong đắc ý, vinh quang phi thường. Khoảng thời gian này bà chủ yếu sống ở Dực Khôn Cung. Khi vừa lập làm hoàng hậu, cha bà được phong làm nhất đẳng thừa ân công, mẹ bà trở thành thừa ân công phu nhân. Hoàng hậu Na Lạp Thị từ vị tần phi, tuy hơn 30 tuổi chưa hề sinh nở, nhưng vẫn được Càn Long Đế quyết định lập làm hoàng hậu. Đây là điều hiếm có trong lịch sử nhà Thanh. Nếu không phải vì bà có năng lực được Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu yêu quý, thì cũng là vì Càn Long Đế đặc biệt coi trọng bà. Từ khi kế vị trung cung, bà luôn có mặt trong các dịp bái yết tông miếu, cùng hoàng đế ngao du giang nam, lên ngũ đài sơn thắp hương, tuần du tây nam. Các tần phi đi theo sẽ có người này người kia tùy đợt, riêng hoàng hậu là không hề thiếu. Sau nhiều năm không con, khi đến tuổi trung niên, vào năm thứ 17, 1752, hoàng hậu sinh hạ hoàng thập nhị tử Vĩnh Cơ. Ở độ tuổi hơn tam tuần, hoàng hậu sinh được con mà lại là hoàng tử, đối với vợ chồng đế hậu thì có lẽ là một chuyện vui mừng khôn xiết chưa từng thấy. Ngày Vĩnh Cơ ra đời, Càn Long Đế đã làm một việc rất hiếm khi làm, là không tự mình đến thỉnh an Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu, mà chỉ đặc phái thái giám đến và báo tin việc thập nhị A Ca ra đời. Ngoài ra, Càn Long còn đích thân viết thơ mừng, và báo với các đại thần cùng ông chia vui. Sang năm sau, bà lại sinh hạ hoàng ngũ nữ. Tuy nhiên, vào năm thứ 20, 1755, hoàng nữ mất khi mới 2 tuổi. Sự ra đời của hoàng nữ đã khiến hoàng hậu trở thành người mẹ có đủ nếp đủ tẻ, thực sự là một ý nghĩa rất lớn đối với một người phụ nữ trung niên. Và cũng chính vì thế mà cái chết của tiểu công chúa dường như là một điểm đả kích đối với hoàng hậu. Cùng năm ấy, hoàng hậu Na Lạp Thị đang mang thai. Chỉ hơn 7 tháng sau cái chết của tiểu công chúa, Na Lạp Thị hạ sinh hoàng thập tam tử Vĩnh Cảnh. Nhưng dường như hoàng hậu mang thai không đủ tháng, nên dẫn đến việc hoàng tử chết yểu vào năm thứ 22, 1757, khi được 19 tháng tuổi. Trước đó cùng năm, mẹ ruột của hoàng hậu cũng qua đời. Liên tiếp mất con, mẹ ruột cũng ra đi, hoàng hậu sau đó một lòng hướng về Phật học. Vào đại thọ 70 tuổi của Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu, hoàng hậu đã dâng lên một bản kinh Phật bằng chữ Hán. Hoàng hậu còn phụ trách dạy dỗ quy cũ cho các phi tần, trong đó có Thận Tần Bái Nhĩ Cát Tư Thị, khá được Càn Long Đế coi trọng trong việc nội trợ. Ngoài ra còn có Hòa Trắc Thị, nhanh chóng được tấn lên Dung Tần. Rồi Dung Phi là một trong những sủng phi nổi tiếng nhất của Càn Long Đế về sau. Năm Càn Long thứ 30 1765, Hoàng hậu đi cùng Càn Long Đế xuống phương Nam tuần du lần thứ tư. Trong chuyến tuần du này, mọi việc đều diễn ra bình thường, Càn Long Đế vẫn còn rất sủng ái Hoàng hậu, thường xuyên ra chỉ thưởng đồ ăn cho bà, mà không thưởng cho năm vị cung phi đi cùng. Thậm chí Càn Long Đế còn tổ chức buổi tiệc sinh nhật linh đình cho bà, tức ngày 10 tháng 2, năm đó vừa 48 tuổi. Đến ngày 18 tháng 2, đoàn Nam Tuần đã đến Hàng Châu. Ngay khi trời sáng thì Càn Long Đế sai người gửi thức ăn đến cho Hoàng hậu. Nhưng vào buổi cơm tối bà không lộ diện ăn cùng ông, mà chỉ có những vị cung phi trên. Về sau, cho đến tận khi kết thúc Nam Tuần, Hoàng hậu đều không còn xuất hiện nữa. Sau này mới biết được, chính ngày 18 tháng 2 hôm ấy, Càn Long Đế đã bí mật phái Ngạch Phó Phúc Long An, chồng của Hòa Thạc Hòa Gia công chúa, đích thân đưa Hoàng hậu về Bắc Kinh bằng đường thủy. Phân lệ của Na Lạp Hoàng hậu trong thời gian này vẫn giữ như cũ, nhưng tạm thời giam lỏng bà ở hậu viện của Dực Khôn Cung. Vào tháng 4, sau khi đoàn Nam Tuần trở về, Càn Long Đế bắt đầu cắt giảm người hầu của Hoàng hậu, rồi ra chỉ dụ thu hồi 4 kim sách đã ban cho bà trước đây, tức là kim sách của Hoàng hậu, Nhiếp Lục Cung Sự Hoàng Quý Phi, Nhan Quý Phi và Nhàn Phi. Bên cạnh đó, Hoàng đế còn sắp xếp người thái giám có nhiệm vụ giám sát bà. Năm thứ 31 1766, ngày 14 tháng 7, âm lịch, Hoàng hậu Na Lạp Thị qua đời, hưởng niên 49 tuổi. Bà được ghi nhận là bệnh rất nặng vào tháng 6 năm đó, tuy nhiên Càn Long Đế vẫn không hoãn chuyến đi nghỉ hè ở Sơn Trang Thừa Đức. Khi Hoàng hậu Na Lạp Thị mất, Càn Long Đế đang ở Mộc Lang Vi Trường săn thú. Ông không phản ứng bi ai, cũng không dừng chuyến đi săn lại, mà chỉ sai Hoàng tử Vĩnh Cơ về Tử Cấm Thành chịu tang. Ngày hôm sau, Càn Long Đế ra chỉ dụ, đại khái là Hoàng hậu từ lúc sắc lập tới nay chưa từng làm gì sai trái. Mùa xuân năm trước, trẫm cung phụng Hoàng Thái Hậu tuần du Giang Chiết, đúng ra là việc vui mừng, nhưng Hoàng hậu tính khí thay đổi, không thể giữ hiếu đạo với Thái Hậu. Khi đến Hàng Châu, hành động sai trái, cử chỉ điên loạn. Vì vậy trước lệnh cho Hoàng hậu hồi kinh, ở trong cung hối lỗi. Sau Hoàng hậu phát bệnh, ngày càng nguy kịch, mất đi tính mạng. Việc này là do Hoàng hậu phúc phận nông cạn. Luận việc hoàng hậu hành sự thất thường như vậy đương nhiên có thể phế truất, nhưng trẫm vẫn giữ lại vị hiệu, đã là phá lệ rộng rãi.
Về tang lễ, tất nhiên không thể cứ theo hiếu hiền hoàng hậu mà xử lý, nên lấy lễ an táng hoàng quý phi mà làm. Ngày 28 tháng 9, âm lịch cùng năm, an táng Na Lạp Thị vào tòa Minh Lâu, chung với Thuần Huệ hoàng quý phi trong phi viên Tẩm Dụ Lăng. Theo chỉ dụ của Càn Long Đế, Na Lạp hoàng hậu chỉ được hưởng tang lễ như một hoàng quý phi, nhưng thực tế còn tệ hơn. Với danh vị thấp nhất là Nhàn Phi, mà bà từng thụ phong thì bà phải có lăng mộ riêng, tuy nhiên bà chỉ được nhập táng cùng Thuần Huệ hoàng quý phi. Theo Đại Thanh Hội Điển, quan tài hoàng quý phi phải được khiêng bởi 96 người, nhưng quan tài của Na Lạp Thị chỉ có 64 người khiêng, xét ra chỉ thuộc bậc tần. Mặt khác, trên mộ của bà cũng không có bài vị, không được cúng tế, toàn bộ tang sự chỉ tốn 890 lượng, 10 phân 9 ly bạc. Cái chết của bà không được cáo phát chính thức thành quốc tang. Hơn nữa, việc bà qua đời lại dùng từ hoang mà không phải băng, chuyên dùng cho đế hậu. Bà là hoàng hậu duy nhất của nhà Thanh, không được truy phong thụy hiệu sau khi qua đời. Từ kế trong cách gọi Thanh Cao Tông kế hoàng hậu, không phải thụy hiệu của bà, chỉ có nghĩa là hoàng hậu kế tiếp của hoàng đế mà thôi. Tất cả tranh ảnh của bà đều đã bị hủy. Hiện nay bức tranh Cho Là Bà, vốn là một bức họa vô danh được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật ở Pháp. Bấy giờ, có ngự sử Lý Ngọc Minh bất bình, đã cầu xin Càn Long Đế tổ chức tang lễ xứng với địa vị hoàng hậu của bà. Kết quả, ông bị đẩy ra biên cương. Tuy nhiên, việc đó cũng không làm chấm dứt sự bất bình của triều đình đối với việc làm của hoàng đế. Điều đặc biệt là đến người trong hoàng tộc Giác La Thị và ngay cả trong dân gian, nhất là vùng Giang Nam, tất cả đều đả kích việc làm của Càn Long Đế. Khoảng 12 năm sau, lại có người dâng thư thỉnh hoàng đế cử hành hậu sự cho Na Lạp hoàng hậu, khiến Càn Long Đế bắt buộc phải ra chiếu dụ giải thích như sau. Vì hoàng hậu mắc lỗi lầm tự tiện cắt tóc, tức trái quốc tục cấm kỵ nhất, nhưng hoàng hậu vẫn ngang nhiên không màng đến. Trẫm chỉ ra điều răn dạy, vì còn nghĩ ơn xưa, cũng không thể phế truất. Sau hoàng hậu bạo băng, trẫm vẫn chưa lột bỏ danh hiệu. Xử lý việc này trẫm thật là đã tận tình tận nghĩa. Căn cứ vào các tài liệu hiện có, cùng lời giải thích trên vào năm 1778. Ngày hôm đó, hoàng hậu Na Lạp Thị vì phản đối Càn Long định cho các kỹ nữ nhập cung, mà đã cắt tóc để xuất gia. Hành động cắt tóc được xem là điều đại kỵ nhất trong quốc tục Mãn Thanh. Bạn nghĩ gì về cuộc đời của Thanh Cao Tông kế hoàng hậu? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành!